Dù xã hội có phát triển hiện đại đến đâu đi nữa thì những giá trị truyền thống, nét đẹp văn hóa ngày Tết của người nước ta vẫn luôn được giữ gìn, trong đó thì có văn hóa thể hiện lòng biết ơn, tri ân qua những món quà Tết. Ngay từ thời điểm này, trên thị trường đã xuất hiện nhiều loại quà tặng cho dịp Tết năm nay. Các thương hiệu từ sớm cũng đã đầu tư vào các sản phẩm dành cho thị trường dịp đặc biệt này. Nhu cầu quà tặng Tết ngày càng phong phú, đa dạng ở nhiều phân khúc. Tuy nhiên, việc tặng quà sẽ trở nên tinh tế và ý nghĩa khi lựa chọn được món quà phù hợp. Có thể thấy các sản phẩm quà tặng Tết năm nay được thiết kế đẹp mắt, mẫu mã đa dạng, giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn. Những sản phẩm chất lượng có thương hiệu uy tín lại được đầu tư về bao bì bên ngoài sẽ là những ưu tiên của người tiêu dùng. Năm nay, Danisa, thương hiệu bánh quy bơ cao cấp được sản xuất từ công thức chính gốc Đan Mạch, đã thể hiện được sự đầu tư trong từng sản phẩm nhằm tạo dấu ấn đặc biệt khi cung ứng cho thị trường quà tặng Tết. Bộ sưu tập trọn bộ quà Tết trọn vẹn tri ân mang thông điệp về sự đủ đầy cho Tết Việt. Quà đó lan tỏa đến với người tiêu dùng Việt Nam những lời chúc thành ý trong năm mới, phù hợp với từng người nhận thông qua hương vị, bao bì, thông điệp trong từng hộp bánh. Nhiều màu sắc khác nhau và mỗi hộp có một ý nghĩa khác nhau nên là mình có thể dành tặng cho gia đình, cho bạn bè, cho đồng nghiệp, đối tác đều phù hợp. Được biết trong năm đầu tiên về làm dâu, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh cũng đã lựa chọn 5 bộ quà tặng này để dành tri ân những người thương quý dịp Tết năm nay. Món quà mà Linh muốn gửi đến những người thân yêu của mình thì chắc chắn phải là một món quà tinh tế này, trang trọng này và đặc biệt là phải phù hợp với sở thích của người nhận. Là Linh đã quyết định mua chọn bộ sản phẩm Tết của Danisa để dành tặng cho gia đình hai bên này, cho chị quản lý, cho ekip, cho những người thân đã đồng hành cùng với Linh trong suốt một năm vô cùng ý nghĩa vừa qua. Và chắc chắn rằng là món quà này sẽ giúp Linh khép lại năm 2022 và chào đón một năm mới trọn vẹn hơn. Qua đó, những hộp bánh sẽ là cầu nối giúp người tiêu dùng tri ân đến nhiều người yêu thương theo cách riêng, chân thành và tinh tế nhất, làm nên một mùa Tết trọn vẹn thân tình.